Đấy, như ở đây mình cảm thấy là cái tinh thần của mình ấy nó thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Cô thấy cô cũng không bao giờ cô nghĩ như thế đấy. Cô không bao giờ cô nghĩ là nó có cái sự thay đổi nhanh như vậy. Cô Bích đến với trung tâm Usoha Reiki Healing Hạ Long trong tình trạng sức khỏe mang nhiều sự tắc nghẽn ở hệ thần kinh, gây ra chứng rối loạn lo âu và các cơn đau nhức do viêm khớp trên cơ thể. Cô chia sẻ rằng đã rất lâu rồi cô không có được một giấc ngủ ngon, cô luôn phải thức dậy giữa đêm với những nỗi lo âu không nguồn căn và luôn có những suy nghĩ rất tiêu cực. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thực từ cô Bích về những khó khăn cô gặp phải khi mắc chứng rối loạn lo âu mãn tính và cách mà phương pháp Usoha Reiki đã hỗ trợ cô giải phóng các tắc nghẽn tinh thần như thế nào nhé. Thực ra là khi cô mà chưa được trị liệu thì cô gần như ở cái trạng thái là trầm cảm. Gần như là trầm cảm vì cô có những suy nghĩ rất là tiêu cực. Đấy, tiêu cực hay kiểu nó người nó bức xúc, nó mệt mỏi lắm. Mà cô ngủ không yên, mà cô lúc nào cũng ở cái thấp thỏm, cô sợ. Cô rất sợ, cô lo nghĩ vào những cái tiêu cực. Thế là khi mà cô đến đây thì cô cảm thấy là rất là thoải mái. Khi về cô ngủ được giấc ngủ yên. Và cô cảm thấy là những cái gì không cần thiết suy nghĩ nữa là cô không nghĩ nữa. Cô không nghĩ là một cái kiểu nó có tác dụng nhanh đến vậy mà. Thật, hôm nay cô được công làm mấy buổi rồi? Buổi thứ hai. Nhưng mà ngay từ hôm đầu tiên là cô cảm nhận được thấy là rất là thích rồi. Đấy, khi tại vì hôm lúc đầu tiên cô đi thì cô không muốn đi đâu. Tại vì cô người cô mệt lắm. Hôm đấy là cô người cô kiểu gần như sốt mà nó mệt lắm. Đau đầu, đau tim, tim bên chạy ngược bên trái cô nó lặng lắm. Nó lặng xong đầu cô nó căng thẳng. Cô còn bị kiểu như là nó chóng mặt, choáng váng nữa đúng không? Choáng, đau tim, đau đầu, cô bị đau đầu, đau đầu lắm. Các chứng bệnh rối loạn tâm lý, tinh thần thường bắt nguồn từ sự mất cân bằng năng lượng từ bên trong, được biểu hiện ra bởi những suy nghĩ tiêu cực, không thông suốt và trạng thái tinh thần kiệt quệ. Với phương pháp Usoha Reiki kết hợp, các chủ thể sẽ được thư giãn sâu, kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm và tương tác với nguồn năng lượng cao tên là Minaki, được dẫn truyền từ các nhà trị liệu Usoha Reiki. Khi ấy, cơ thể sẽ được kích hoạt cơ chế tự chữa lành và phục hồi sâu, đưa năng lượng và trạng thái tinh thần của chủ thể về với trạng thái cân bằng vốn có. Chính vì thế mà phương pháp Usoha Reiki luôn mang đến hiệu quả phục hồi tức thì chỉ sau một buổi trị liệu. Tại vì cô cảm nhận thấy là cái đầu tiên là cái đầu cô nó nhẹ đi, cái tim này cô nhẹ đi này. Thế cô về cô ngủ được một cái rất là yên. Yên là không phải suy nghĩ nữa mà không cô không giật mình, không phải lo. Chứ còn mọi khi cô cứ dậy là cô đang, nếu mà nửa đêm cô thức giấc phải 2, 3, 4 lần dậy. Mà mỗi lần dậy là cô cảm thấy lo lắng lắm. Lo lắng hoảng sợ một cái đồ cái vô hình đó, rất là sợ. Đấy, nhưng mà đến khi lúc cô ngủ thì ngủ yên thì là đến khi cô dậy thôi. Thì không thấy nó lo nữa. Nhưng mà trước đó là cô Bích bị trường hợp mất ngủ như vậy là bao lâu rồi? Cô mất ngủ lâu lắm rồi. Cô mất ngủ rất lâu mà cô ở cái trạng thái này bị lo lắng nhiều quá. Cái đó thì trong chuyên môn thì con sẽ gọi là cái vấn đề căng thẳng rối loạn lo âu kéo dài á. Đấy, đúng rồi. Nó thuộc là hàng mãn tính á. Đấy, đấy. Thế cho nên là khi mà cô thấy xuống đây cô thấy quý hóa nhất ở cái điều đấy. Là cô được, cái đầu cô đã được giải phóng đi đấy. Xong là cái tim của cô nó nhẹ đi. Thì cô Bích có thấy cái hiệu quả thần kỳ của cái việc mà nó thông hết các đúng cái rồi, năng lượng trong rồi. Cơ thể không? Tại vì con nhớ là lúc mà con dẫn truyền năng lượng Minaki cho cô ở cái khâu thứ ba đó. Là cái khâu quan trọng nhất mà con truyền á, thì là nguyên cái đường điện á nó thông từ trên xuống dưới. Cô Bích có thể kể cho mọi người nghe. Thì cô không nghĩ là nó hiệu quả nhanh như vậy. Cô nghĩ là chỉ là đi thử nghiệm thôi. Tại vì cô cũng đi chữa rất nhiều về cái đông y này, về các mọi thứ, kể cả nhiều thứ, nhưng mà cô thấy là hiệu quả nhanh. Với các vấn đề tắc nghẽn về mặt tinh thần liên quan đến hệ thần kinh và đám rễ thần kinh, khi nhận được dẫn truyền năng lượng Usoha Reiki, các tắc nghẽn về mặt năng lượng sẽ được tác động để trở nên thông thuận và giải phóng. Và sau đó, sức khỏe, cơ thể, vật lý của cô cũng dần dần được chuyển hóa thêm. Usoha Reiki là một hình thức trị liệu bằng năng lượng tinh tế, hiệu quả, mang lại tác động tích cực cho trải nghiệm bằng cách sử dụng nguồn sức mạnh năng lượng của sinh lực sống để chữa lành các tổn thương, giảm đau, giải quyết các vấn đề về căng thẳng, áp lực, lo âu. Hình thức trị liệu này đã được ứng dụng và thực hành trong các bệnh viện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Usoha Reiki hướng đến việc đánh thức khả năng tự chữa lành, cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người theo hướng bền vững. Không chỉ dừng lại ở một phương pháp hỗ trợ trị liệu, Usoha Reiki còn hướng chúng ta đến việc rèn luyện lối sống Vajna, giúp thiết lập các thói quen, ý thức và mang lại một sức khỏe toàn diện.
nhiều thứ là Covid đã trị cô, phương pháp nào có thể kể cho con? Châm cứu này, rồi yoga này, đi tắm khoáng này, xoa bóp, bấm huyệt, nhiều. Cô đi nhiều lắm, có những đợt điều trị hàng tháng. Hay hoặc là cô đi chậm ngày nào đi châm cứu xoa bóp. Thế nhưng mà cũng không, nó chỉ xong cái đợt đấy thì lại, nhưng mà cái tinh thần của mình nó không thoải mái. Đấy, nó chỉ bớt được, ví dụ có thể ngày hôm nay đi châm cứu hay hoặc xoa bóp thì nó giảm được lúc bấy giờ. Nhưng mà sau cái đó thì hôm sau thì nó lại cũng vậy, cái cũng tinh thần của mình đúng rồi. Đấy, thế nhưng mà đây mình cảm thấy là cái tinh thần của mình ấy nó thay đổi. Thay đổi rất nhiều, cô thấy cô cũng không bao giờ cô nghĩ như thế đấy. Cô không bao giờ cô nghĩ là nó có cái sự thay đổi nhanh như vậy. Thực ra là đấy là quý nhất là cái điều đấy. Cho em phấn khởi. Nhưng mà dễ chịu nhất nhất đâu. Nhưng mà cô phải về là nhớ là duy trì cái lối sống Vasna. Mấy bạn sẽ hướng dẫn cho cô là hít thở như thế nào, rồi chăm sóc sức khỏe ở nhà sao, ăn uống sao, rồi thiền, rồi mình khi mà mình muốn tinh thần của mình luôn luôn giữ được trạng thái đó thì mình kết nối với nguồn năng lượng của vũ trụ, chính xác là cái Usuha Reiki á. Thì cho dù cô không biết á, nhưng mà cô cứ tham gia vào cộng đồng của Vasna thì sẽ có những cái bạn trị liệu viên lúc nào cũng hướng dẫn cho mình hít thở, được thiền năng lượng để mình nâng cao cái sức khỏe kể cả tinh thần lẫn thể chất của mình. Thế cô cảm ơn rất to. Dạ vâng. Cảm ơn. Một sức khỏe toàn diện đến từ sự cân bằng của năm yếu tố thân, tâm, tuệ, linh, nguồn. Bắt đầu từ việc nhận thức và thực hành những thói quen thiền định, ăn uống, sinh hoạt theo một lối sống lành mạnh. Và đó cũng chính là lối sống Vasna. Vasna Group tin rằng việc thực hành lối sống Vasna và phương pháp Usuha Reiki sẽ mở khóa cho một con đường đưa chúng ta đến với cuộc sống hài hòa, cân bằng và bình an. Cảm thấy là dễ chịu. Đấy, cho nên là mà cũng thấy là cái phương pháp là không phải dùng thuốc này, không phải nặng nề gì này, rất là nhẹ nhàng, chỉ bớt chút thời gian thôi là mình có hiệu quả. Thôi thì cố gắng là về duy trì để mình giữ sức khỏe của mình. Đấy, cách đây mấy ngày không, cô gần như là suy sụp vì thấy nó mệt mỏi quá. Đến đây thì thấy cái không gian rồi các cháu rồi là cái phương pháp đấy thì cô thấy nó hiệu quả tốt. Cảm ơn các cháu đã được kiện ơn để cô, cảm ơn các con mình đã giúp cô coi như là cải thiện được rất là nhiều. Đấy, còn bây giờ là phần còn lại là phần của cô. Là cô duy trì hay không là do cô thôi. Nhưng các cháu cũng đã là người mở đường rồi. Vì ai cũng xứng đáng có một sức khỏe toàn diện. Vasna Group. New Vision, New Life.